Luật an ninh mạng gồm 7 chương, 43 điều, trong đó quy định về bảo vệ trẻ em không gian mạng chính là điều 29 của luật. Cụ thể là trẻ em có quyền được bảo vệ tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội, vui chơi giải trí, giữ bí mật đời sống riêng tư và các quyền khác khi tham gia trên không gian mạng. Chủ quản hệ thống thông tin doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng internet và các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng có trách nhiệm kiểm soát nội dung thông tin trên hệ thống thông tin hoặc trên dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp không để gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến trẻ em và quyền trẻ em, cũng như ngăn chặn việc chia sẻ và xóa bỏ thông tin có nội dung gây nguy hại cho trẻ em, xâm phạm đến quyền trẻ em, quyền trẻ em, kịp thời thông báo và phối hợp với lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng thuộc Bộ Công an để xử lý. Cơ quan tổ chức cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng có trách nhiệm phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền trong việc đảm bảo quyền trẻ em trên không gian mạng, ngăn chặn thông tin mạng gây nguy hại cho trẻ em theo quy định của luật này và pháp luật về trẻ em. Cơ quan tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân khác liên quan có trách nhiệm đảm bảo quyền của trẻ em và bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật về trẻ em lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và các cơ quan chức năng phải áp dụng biện pháp để phòng ngừa phát hiện ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi sử dụng không gian mạng để xâm phạm trẻ em và quyền trẻ em